Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau ở Hyundai Lê Văn Lương. Và trước mặt chúng ta đây là một chiếc xe đã xuất hiện cách đây khoảng 6-7 tháng trên thị trường. Tuy nhiên thì cái màu sắc mà các bạn đang quan sát thì thật sự là rất hiếm gặp. Ngay kể cả tôi là một người rất hay va và gặp nhiều về xe. Đó chính là Santa Fe 2019 phiên bản mới màu bạc. Chúng ta sẽ có một màu bạc sáng này. Các bạn thường nhìn thấy màu đen, màu trắng, tôi khẳng định đó là hai màu nhiều nhất. Sau đó chúng ta sẽ có những màu đỏ, màu xanh, nhưng mà màu bạc thì thật sự rất hiếm trên thị trường. Và hôm nay thì chúng ta đang có một chiếc xe màu bạc. Đây là phiên bản máy dầu bản đặc biệt, dẫn động hai cầu, một hệ thống dẫn động hoàn toàn mới được Hyundai gọi tên là Hatchback. Đó, với cái phiên bản màu bạc này thì sẽ nó là màu bản mệnh của những người mệnh kim. Và nó hợp với những ai thì tôi nghĩ là các bạn sẽ nên theo dõi một chút ở cái phần phía dưới mô tả video. Chúng ta quan sát, đây chính là ký hiệu của phiên bản Hatchback, đó là dẫn động hai cầu toàn thời gian 2.2D, đó chính là máy dầu. Và đây thì để nhìn phía sau xe chúng ta phân biệt rất dễ thôi. Phiên bản, đây là bản đặc biệt này, thì chúng ta sẽ có chữ Hatchback 2.2. Nếu mà bản thường, bản tiêu chuẩn đó, chúng ta sẽ không có cái chữ Hatchback kia. Chúng ta chỉ có bản 2.2 thôi, đó chính là bản rẻ nhất. Ở phiên bản cao hơn thì chúng ta ngoài cái chữ Hatchback 2.2, chúng ta sẽ có thêm một cái chữ gọi là Premium, đó chính là phiên bản cao cấp. Santa Fe máy dầu thì hiện tại đang được phân phối với 3 phiên bản tại Việt Nam: cơ bản, đặc biệt và premium cao cấp. Phiên bản chúng ta đang nhìn đó chính là phiên bản đặc biệt, nó là một phiên bản nằm ở giữa. Tuy nhiên thì phiên bản này nó có khá nhiều những cái điểm ấn tượng mà nó tiến sát, nó tiệm cận với cái phiên bản cao cấp rồi. Ở phần bề ngoài chúng ta không thể phân biệt được ngoại trừ nhìn cái dòng chữ phía sau như tôi vừa chỉ cho các bạn thôi. Đó, ở la răng nó cũng sẽ giống hệt nhau này, ca lăng giống nhau, đèn giống nhau. Và như các bạn đang thấy, cái mẫu thiết kế này rất đẹp, thời thượng, và nó khá giống với một mẫu xe xuất hiện trước nó, đó chính là Hyundai Kona. Giới chơi xe thì người ta gọi chiếc Hyundai Kona chính là Santa Fe thu nhỏ, hay còn gọi là tiểu Santa Fe. Và chiếc Santa Fe thực thụ người đàn anh này thì mang nét thiết kế khá giống như ông em của nó. Dải đèn LED ban ngày đẩy lên cao, đèn bi, đèn pha, đèn cốt đều sử dụng bóng bi LED hết. Đèn xi nhan thì được đẩy xuống dưới cùng. Và phía trước đầu xe này chúng ta sẽ có 4 cảm biến, 2 cảm biến trước và 2 cảm biến góc trước. Ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái cản chống va đập như thế này. Đó, và được sơn hoàn toàn màu đen, tạo cho chiếc xe có một sự khỏe khoắn nhất định. Đây, các bạn nhìn từ phía trước, nhìn chiếc xe thật sự là ấn tượng. Lúc đầu Santa Fe và Kona ra mắt đẹp lắm, thật sự rất đẹp luôn. Về cái kích thước của chiếc Santa Fe này ấy, thì với cái thiết kế như thế này cộng với cái phần kích thước theo cái thông số xe dài 4770 này, rộng 1m890 và chiều dài cơ sở đạt 2765mm, khoảng sáng gầm xe 185mm, thì tạo cho chúng ta một cái cảm giác chiếc xe sẽ thon và dài hơn trước. Xe thì vẫn được kết cấu dạng chỗ ngồi 5+2 thôi, nhưng mà kéo dài ra nên là ghế thứ ba sẽ có nhiều không gian hơn trước. Đấy, phía sau chúng ta sẽ có mới cốp điện, chạm nhẹ thôi là chiếc cốp sẽ mở. Đây là không gian khi mà tôi đã gập hàng ghế thứ ba lại, gập phẳng luôn. Gia thăng thêm khoang chứa đồ. Bạn yên tâm thoải mái là không may có say chúng ta mở cốp nằm ngủ như một chiếc giường luôn. Hơi tối một chút nhưng đây tôi đang muốn cho các bạn xem cái cửa gió điều hòa hàng ghế thứ ba. Và cái hàng ghế thứ ba này có một lưu ý các bạn nhé, nó hoàn toàn là gập và chỉnh bằng điện hết luôn. Một cái sự thông minh không phải mẫu xe nào cũng có đâu. Ngay cả như chiếc CX-8 mới ra mắt gần đây ấy, Mazda CX-8 cũng hoàn toàn bằng cơ hết. Và cái khoản điều hòa của hàng ghế thứ ba cho Mazda CX-8 thì thật sự tôi xin lỗi các bạn nhưng không thể ngửi được luôn. Các bạn muốn xem qua thì có thể tìm trong kho video của tôi ấy, sẽ có cái video về chiếc CX-8 mới ra mắt ở Mazda Phạm Văn Đồng. Cửa gió điều hòa ghế thứ ba thì sẽ được đặt ở gầm của hàng ghế thứ hai. Và thật sự là tôi nghĩ là không thể chấp nhận được một mẫu xe giá khoảng 1.4 tỷ. Thiết kế ở hàng ghế thứ hai của Santa Fe thì về cơ bản cũng không có quá nhiều điều để nói. Ghế bọc da có thể gập ngả được. Cửa gió điều hòa thì được thiết kế giống như trên những mẫu sedan. Chỉ có duy nhất Toyota là người ta hay thiết kế cái cửa gió điều hòa ở phía trên trần. Cái này thì dễ bảo trì bảo dưỡng, không gian thoáng đãng hơn. Nhưng mà thường thì sẽ nhiều người không thích là cái luồng gió điều hòa dội thẳng vào đầu.
Và tôi nghĩ là cái thiết kế như của Santa Fe này thì sẽ tạo cảm giác thoải mái hơn cho đa số người Việt Nam của chúng ta. Còn đây nào, đây chúng ta ngó qua một chút về cái khoang cabin này. Ở cái khoang cabin này thì tôi nghĩ là Hyundai Santa Fe này nó là người đàn anh lớn nhất phân khúc đi. Và những người đàn em của nó thì sẽ tuân thủ theo một nguyên tắc nhất định này, đó chính là các chi tiết về da được bọc rất nhiều, có sẵn cửa gió, có sẵn cả cửa sổ trời. Và phiên bản này chúng ta có hẳn cửa sổ trời panorama luôn. Ở khoang cabin chắc chắn rồi, ấn tượng nhất phải là cái màn hình fly monitor được dựng thẳng lên như kia, tích hợp đầy đủ hết, bao gồm màn hình dẫn đường độc quyền phân phối tại Việt Nam này, rồi là AUX, Bluetooth, AM, FM có đầy đủ. Và màn hình này cũng đã có sẵn cả cái tiêu chuẩn kết nối Apple CarPlay. Phía dưới thì sẽ là cụm điều hòa và điều chỉnh những cái thông số, ví dụ như là chọn chế độ lái. Chiếc xe này thì được trang bị tới 4 chế độ lái này. Đấy, các bạn nhìn cái nút có chữ View kìa. Nếu ở Hàn Quốc thì nó sẽ là một chiếc Cam 360, còn ở Việt Nam thì tạm thời coi như công tắc chờ đi. Hơi đáng tiếc một chút các bạn nhỉ. Nói chung thị trường Việt Nam mà thường sẽ bị cắt nhiều. Đó, về cái vận hành thì Santa Fe phiên bản này sẽ được sử dụng động cơ dầu 2.2 lít và sẽ cho công suất tối đa là 202 mã lực tại 3.800 vòng trên phút. Mô men xoắn thì lên tới 441 Nm tại 1.750 đến 2.750 vòng trên phút. Và phiên bản này sẽ sử dụng hộp số 8 cấp đi kèm với hệ dẫn động HTRC, tức là dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhưng mà Hyundai cam kết đó là một sự dẫn động thông minh, nó có thể học hỏi rất nhanh thông qua 4 cái chế độ lái và cái cảm biến chân ga chân phanh của người sử dụng. Hiện tại cái mẫu Santa Fe này thì đang được trưng bày và bán tại Hyundai Lê Văn Lương với rất nhiều màu sắc. Ngoài màu bạc chúng ta sẽ có màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xanh, đó là những màu cơ bản. Mọi thông tin chi tiết về giá bán, khuyến mại cũng như là thủ tục trả góp 85% giá trị xe, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp theo số máy phía trên video gặp bạn Huyền, quản lý bán hàng để biết thêm chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.